Kêu bà đây nhanh nhanh cá bự nha. Thôi chết gì nữa thì chết. Đụng quá mà bắt được. Đụng rồi đụng nó bắt không được. Thằng rách xuống đó khỏi kiếm. Má này nè. Cá quá trời. Đó còn hết rồi, còn cá vô, cá vô. Quay rõ. Rộng 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 đi. Rộng này sống rộng cái mặn luôn kia. Cái bự lắm. Cá sặc lá. Cá gì vậy? Đó. Đó. Điện nó chết quá trời luôn. Chút bác màn lại đưa cái thau đây thả đi con ơi. Đi tới đẳng luôn đi. Ép quá nó ngại rồi. Đi đi lại chết luôn. Có con cá gì nó lón kỳ luôn đó. Cá chê quần quần nãy giờ đó nè. Rồi nhấn nổi luôn mày. Cái chê bự mạnh lắm nha. Vô đây nè, vụ này nha. Con Phi, con Phi, con Phi. Bắt con Phi nào bự nè. Con Phi bắt quần què. Đây nè, bắt đây nè. Ở nhắn rồi. Kiểu nhắn bắt đi. Đúng rồi. Này nhận nha. Để rồi. Vô chứ. Đưa ngay vậy mà con sống thấy không? Đó. Con Phi nó mạnh lắm. Đó. Rồi, miết đi. Rồi đi đó. Quay lại. Nè, mở xuống thấy chưa phải đủ mấy cây không đi được. Nè, giữ cái đó. Đó, cái trong cỏ không ơi. Bự không? Nhỏ. Nhỏ. Mày nó ngủ gì tới. Dạ. Thế nó nằm. Ô, vì nó bắt đi. Ăn rồi. Đâu luôn mà què đi bắt đi. Ô, mạnh thiệt. Cái vô là thả nó chết. Để hồi đi thả chết xong rồi. Trời ơi con cái quá trời nào ơi, sao ôm tiếp nè. Cái nè thiệt chứ cái nè. Con cá này không ngờ ăn mất. Bỏ xuống nó chết rồi sao? Bỏ xuống chết, con cá này chết. Con cá này ốm quá ốm. Nó là cá tê hả?